Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc đèn LED dán tường tự động tắt mở có tích hợp pin sạc. Đây là chiếc đèn LED rất là nhỏ gọn, có tích hợp pin sạc cũng giúp chúng ta phát sáng tại những nơi mà rất là khó lắp bóng điện chẳng hạn. Đóng gói sản phẩm của nó sẽ có các cái phụ kiện gồm có dây cáp sạc, cổng micro USB. Đây là miếng dán lên tường. Và cái miếng này để giúp chúng ta treo tường. Phụ kiện rất là đầy đủ và sách hướng dẫn. Và đây là chiếc đèn LED tự động của chúng ta. Về cấu tạo thì rất đơn giản, chúng ta có một cái đèn LED phía trước này có cảm biến chuyển động và kiểu ánh sáng. Xung quanh là các bóng đèn LED, công suất nó khoảng độ 0,6W. Và phía sau này là cái đế để các bạn gắn lên tường. Chúng ta có thể tháo cái đế này ra được một cách nào đó ạ. Vặn cái đế này ra để đi sạc pin chẳng hạn. Còn khi sạc xong chúng ta lại lắp ngược trở lại để nó giữ. Rất là tiện, có hình cái khóa đây. Và phía trên này sẽ có cái công tắc gồm có 3 chế độ. Ở giữa chữ off nó là tắt. Nếu các bạn muốn bật thì gạt sang on là cái đèn này sẽ sáng. Đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có 5 cái đèn LED phát sáng. Còn nếu gạt sang auto là chế độ tự động, nó sẽ phát sáng khi có chuyển động phía trước nó trong khoảng độ 6 mét đổ lại. Và cái góc nhìn là 120 độ. Nó sẽ chỉ phát sáng khi điều kiện xung quanh là trời tối để tiết kiệm pin. Nên trong trường hợp này các bạn thấy là có chuyển động nó cũng không sáng được. Để nó sáng bây giờ thì chúng ta phải cho nó vào trong không gian tối. Ví dụ tôi sẽ nhét lại trong cái hộp và tôi sẽ đóng lại để nó tối đi. Và sau đó thì tạo chuyển động nó. Và bây giờ nó sẽ sáng. Rất là hay. Và đây là cảm biến chuyển động tích hợp với cảm biến ánh sáng. Nó chỉ sáng khi trời tối và có chuyển động ở phía trước. Và tự động tắt sau khoảng độ 15 giây nếu không có chuyển động để tiết kiệm pin. Hết pin thì nó sẽ cắm vào cái lỗ sạc ở đây. Là cổng micro USB. Còn dán tường thì các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ dán lên đây và dán vào vị trí các bạn mong muốn. Ngoài ra chúng ta có thể treo bằng cách là lắp cái này vào đây. Các bạn sẽ treo nó bằng cách gài cái này vào là chúng ta sẽ treo được tường, móc vào đâu đấy. Đây là chúng ta sẽ treo lên. Để tìm hiểu kỹ hơn chiếc đèn LED tự động tắt mở, tích hợp pin sạc dán tường, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.